Thông tin tiếp theo đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Thưa quý vị, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, kiểm tra đối chiếu thông tin trên trang thông tin điện tử, thủ tục từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong hiệp định CPTPP là những vấn đề Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan các tỉnh, thành phố khi thực hiện thông tư số 33 quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Trường hợp không có thì hàng hóa không được thông quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Về việc kiểm tra, đối chiếu thông tin về CO trên trang thông tin điện tử, trường hợp CO được cấp trên cổng thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN hoặc trang thông tin điện tử do cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu thông báo, cơ quan hải quan căn cứ thông tin về CO khai trên tờ khai hải quan để đối chiếu, kiểm tra tính hợp lệ của CO được cấp trên cổng thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN hoặc trang thông tin điện tử đó và xác định thuế suất ưu đãi theo quy định, không yêu cầu người khai hải quan phải nộp CO. Trường hợp trang thông tin điện tử do cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu thông báo không có đầy đủ các thông tin về CO để cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định được tính hợp lệ của CO, thì cơ quan hải quan ngoài việc đối chiếu, kiểm tra các thông tin về CO trên trang thông tin điện tử, còn phải đối chiếu, kiểm tra CO dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy chuyển đổi sang chứng từ điện tử bản scan đã được người khai nộp qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa nếu có để xác định tính hợp lệ của CO. Tổng cục Hải quan cho biết các đơn vị tra cứu các thông tin về CO trên trang thông tin điện tử do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cung cấp và đã được Tổng cục Hải quan thông báo để kiểm tra xác định tính hợp lệ của CO theo quy định.